Cô hai tới. Chào cả nhà, em không có sao, bị gì bị ấy thôi à. Quá không sao. Dạ, em bị cái gì đó hết chân mày luôn hết em. Không, hết chân mày thì mình có thể mọc lại được, không sao vậy. Không, hết chân mày cho nên thấy đậm quá vậy. Mới vẽ đó. Vẽ hết đại mày đó. Sao đậm như vậy? Vẽ đại đó, có biết vẽ đâu. Mình chào em giờ, con ơi. Dạ, con chào bố ơi. Mô hoạt. Không có gì đi cưng, vậy đi. Rồi đẩy lên. Nó sụp mấy bên đó rồi, bên đó sao nó cong cao thấp kìa. À? Biết sao lấy cái cục gạch đó để chạy cho em qua cái gì. Nó chùi vô không? Không được, cho nó vô trong chút đây được không? Được rồi đó em buông đi. Nó chạy hết trứng anh. Không hỏi em làm đi, em dặn rửa lớn quá đó, nó bị bể hết trơn, hết 60 trứng rồi. Cảm ơn nhiều nghe chị, em gái ruột. Nghe nhà cháy hết luôn anh. Em gần đi không? Vậy đó hả, đẹp gái chứ vậy? Không, cái này đủ. Khoan, cưng để lên trên này rồi xong rồi mình lấy nha. Dạ, em dọn xong cái anh. Kinh khủng luôn anh. Đây là hai bảo huynh cái giá bốc hành ở nhà rồi nè. Rồi sao? Mượn cái giá luôn á. Dạ, em kêu cận hội nó kìa, kêu ba nhảy gì lấy đi. Ủa cái bếp nó bỏ vô mình có cần lấy cái gì chim không trời, nó để nó lủng quá. À, bán bên đó được không anh Huy? Bữa nay lạ không anh? Ra thấy em lạ không? Vừa lạ. Lạ không anh? Nhắc sáng kìa, anh đợi em á, anh nhìn em giống như thầy tu vậy đó, hết trơn chân mày luôn. Nói cái gì cho em vô không à? Chim không? Chim cục gạch đi. Chim cục gạch. Anh Huy. Cái ngày này anh Huy. Anh Huy. Anh Huy, anh giới thiệu Phai Lan giúp em với anh Huy. Dạ, phải bự thì 12 ngàn. Phai Lan 4 ly một trái. 4 ly một trái hả? Trái đẹp quay đúng không? 4 ly thì cắt ra đó chị. Đúng rồi, 12 hết nha. Nguyên không anh? Sợ quá, em sợ thiệt. Dạ, cái này là cái gì cơ? Nó nóng quá, nó xì vô, nó hên, không nổ, nó đổi. Bằng thai hả? Chị ơi, chị đợi chút xíu nha. Bây giờ em gọi ám ảnh đó. 4 cây một trái.
Dạ. Đó, thấy các bạn hả? Anh. Giống này lạc hả chị? Rồi. Không qua hả, rác hết nửa cái mặt luôn á. Ê xong ngay à, lấy nước đá rồi này kia đó ập vô, thêm á lấy nước đá rồi ập vô nó đỡ, còn cái tay em nè anh thấy không, tay em không có nhúng nước á nên nó bị đỏ, hên là ngày hôm qua em nhúng nước liền nó không có bị đỏ mặt, bây giờ nó cũng còn hơi gác thôi. Lông mày là bây giờ lông mày thì dễ gì luôn hả? Em mới vẽ đại á, em có biết vẽ đâu, em quất đại lên á. Chứ giờ sáng em đi tiệm tóc á, cắt tóc nè, em kêu nó tỉa lại giùm em. Anh thấy nó chùi lưỡi nó không, nó cong. Mà ngày hôm qua á. Hả? Cũng đẹp hả? Ủa? Dạ. Nếu mà em không đánh thắng thì nó đỏ em đánh thắng lên đó. Sáng em xuống cô ba hết hồn, cô ba nó nhìn sao kỳ quá vậy. Tại vì nó xui á. Nhảy ra xem em mới lại. Anh nói thiệt anh ơi. Bị gì? Bị điện giật xong nó bị than nổ xong cái cuối giờ cái bị ra. Ngày hôm qua em bị 3 lần luôn. Qua hết rồi đó anh. 3 thứ rồi. Cúng hả? Bỏ qua khiêm. Nước mới ngon. Ờ. Ăn đầy đủ không coi? Có không? Nhờ chút xíu đi chị. Để một ly một được không chị? Để hai ly đồ ăn được không? Bảy trái. Nói em mới nhớ luôn. Mấy anh chị á, để chút xíu cho mấy anh chị cuộc. Nhờ chị gần không? Nhờ chị gần đây không có xa. Hành Huy không anh? Hành Huy không? Đủ chưa kia cơ? Mấy trái đủ chưa vậy? Anh ơi anh đậu xe trong đây nè, anh để em đi anh. Ba họ mua con hai cái giấm với bạch tiêu. Ủa có bạch bao tay có bên em không? Cái kìa bạch ra trên đầu kìa. Bạch ra đâu. Ăn ngon giới thiệu ngồi giúp em nghe chị. Chị hơi ớt luôn nha. Cảm ơn chị. Có gì 4 phần nữa không? Mất rồi kìa. Kể vỏ ra. Thảo. Dạ. Bỏ vỏ ra đi cưng nhẹ. Vỏ cho lưng em hả? Ừ. Cái chị kia hả anh? Mai anh ơi, ba nghỉ rồi. Ba nghỉ rồi, mai ba mới ra.
Tô Quy á hả? Tô Quy á, ngày mai mới có ra.